Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Trung tâm Điện tử Thành Huê. Với số điện thoại là 0333 289 289 em có để sẵn trên màn hình. Và địa chỉ của shop tại ngõ 14 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, ngày hôm nay thì em lên cho các bác những cái con đầu cối siêu phẩm đến từ hãng Tech các bác nhé. Vâng, trước mắt các bác là cái con Tech A7010, A6010, A7400. Và có mặt tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối ạ. Và ngay bây giờ em sẽ đưa Caramel tới gần hơn để quay chi tiết từng cái sản phẩm. Mời các bác cùng em chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp và cũng như là tìm hiểu sâu hơn về cái con đầu Tech ạ. Vâng, đầu tiên trước mắt các bác là cái con đầu Tech A7400. Và cái con này mới cập bến tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Và lâu lắm rồi mới cập bến được cái con đầu Tech mà đẹp như thế này. Đây là một trong những cái model hay nhất của dòng model đầu 7 các bác nhé. Rất là gấu và khủng ạ. Con này chạy băng 5, 7, 10 inch và chơi được cả 2 check và 4 check. Đặc biệt nó thu bằng 2 check rất là chuyên sâu các bác nhé. Vâng. Với cái khuôn mặt là phai nhôm trắng, rất là đẹp luôn ạ. Và phần hàm từ của con này thì rất là rộng. Và đây thì có thể gọi là cái đầu có chất lượng thu rất là tốt khi sử dụng ở phòng thu các bác nhé. Đây là công tắc nguồn và công tơ mét ở bên này. Đó. Bên dưới là các nút thông thường thôi ạ. Và phần dưới đây có hai cái đồng hồ vu màu trắng. Đây là mặt trên của cái con đầu 7400 các bác nhé. Đây là phần hông. Rất là đẹp luôn ạ. Con này thì cũng tương đối là nặng, lên tới 28 kg. Và với kích thước chiều rộng là 440, chiều cao là 548, chiều sâu là 246, tất cả tính bằng mm các bạn. Và tiếp theo là cái con Tech 6010, 6010 đó. Cái con 6010 này thì là đàn em của cái con 7010 các bác nhé. Và đây cũng là một trong những cái model hot, máy chạy 2 chiều, băng 3, băng 5, 7, thu phát ở 4 check. Với cái chất âm thì rất là tuyệt vời. Và đây thì còn được gọi là ông vua trong cái top chạy băng 7 các bác nhé. Tiếng rất là mộc mạc và chi tiết. Đây có hai cái đồng hồ vu ở đây. Và đồng hồ công tơ mét thì ở chính giữa. Con này thì cũng được thiết kế hai mảng riêng biệt, phần âm sắc ở phía dưới gọi là phần dè và phần cơ thì là ở phía trên, rất là khủng các bác nhé. Như cái con Tech A7010 này. Hai con với cái mặt thiết kế thì rất là giống nhau. Em để thế này, các bạn có thể nhìn thấy về cơ bản cái phần mặt trước với cái thiết kế gần giống nhau ạ. Và ở hai cái con A7010 này và con 6010 này, chỉ khác là cái con 6010 chạy băng 7 và cái con Tech A7010 này chạy băng 10. Đây là nút nguồn ạ. Vâng, đây là nút nguồn. Con bên này cũng tương tự. Nút nguồn đây. Đây là cái nút chỉnh nhanh chậm các bác nhé. Đây, chỉnh băng to, băng nhỏ. Và tương tự như bên này, chỉnh nhanh chậm, chỉnh băng to, băng nhỏ, auto, reverse. Bên này cũng vậy ạ. Đó, về cơ bản thì cái mặt của nó gần giống nhau.
Bên dưới đây cũng hai cái đồng hồ vu. Đó. Tuy nhiên, tại sao nói cái con 7010 này là đàn anh của cái con 6010? Là cái con 7010 này có những cái linh kiện cao cấp hơn và riêng biệt hơn. Đây là phần trên của máy. Con này thì có cái motor màu đen. Đây là cái phiên bản siêu hiếm trên thị trường các bác nhé. Đây là 6010 ạ. Sườn rất là đẹp luôn. Và đây là mặt đằng sau con 7010. Đó, mặt đằng sau của con 6010 các bác nhé. Cái con 7010 thu phát ở 4 trách, chạy 2 chiều, chơi băng 3, 5, 7, 10 inch. Đây là cái một trong những cái model rất là VIP trên thị trường. Cũng là một cái model của hãng được nhiều các bác yêu thích và lựa chọn, với những cái linh kiện cao cấp, nặng thì khoảng trên 30 kg. Cái dòng đầu cối này rất là bền luôn ạ. Và đây là hai cái volume cho đường mic và đường line. Volume tổng bên này. Đó, bên này cũng vậy. Hai cái volume cho đường mic và đường line. Volume tổng bên này. Cái đầu cối dòng Tech này là một trong những cái dòng thương hiệu và nổi tiếng trên thị trường, được nhiều các bác săn đón và lựa chọn. Và tùy thuộc theo cái điều kiện và sở thích của các bác có thể chọn những cái con đầu Tech phù hợp. Bên em thì đang bán cái con đầu Tech 7010 này với cái giá là 30 triệu. Và 6010 là 12 triệu. Con Tech 7400 là 29 triệu. Các bác quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em theo cái số điện thoại trên màn hình để được cái giá tốt nhất ạ. Và em cảm ơn các bác đã xem hết video của em. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.